Mới có 15 giây thôi, tiếp tục đi ạ. Rồi 5 giây cuối nào. 5, 4, 3, 2, 1. Ok rồi các chị ơi. Ôi mọi người nghỉ ở trên 15 giây nhé. Thầy chúng ta sẽ tập một hiệp nữa rồi chúng ta sẽ vào blank nha. Nghỉ thôi chị Dung ơi, nghỉ thôi đủ rồi. Không, nãy chị tập mới có chân à. Ở đây là em thấy vừa có chị Giang Trần hình như tập cái động tác này không có đúng. Lát nữa mà em chỉ thì chị nào bật mic lên chị được hướng dẫn cùng em nha. Rồi, sang set 2 nào. Set 2 nào. Chân phải trước các em nhé, chân phải. 3, 2, 1, bắt đầu. Kinh quá. Cối cũng quát nhẹ cùng em nhá. Thôi đổ nhẹ người về phía trước này. Gồng chặt cái cơ bụng của mình, rút gối lên này. Mạnh lên, như kiểu mình đang đá lên đó. Đó, tay cũng mạnh lên cho em. Ôi trông như mai tập chiến đấy. Cố lên 30 giây nhé cả nhà. 10 giây cuối nào các chị, tiếp tục đi ạ. Thôi đổ nhẹ người về trước lên là chị Dung ơi. Ôi chị bên, đợi bên. Rồi các chị ơi, đổi bên nhá, bắt đầu nào. Chân trái nào mọi người, chân trái giúp lên đi nào. Ôi giữa cái 30 giây mà tập cùng mọi người nó dài nhất. Nhưng mà con đừng có để thấy tao máy quay. Con thấy còn một là sofa. Cố lên mẹ ơi. Con nói như đứa rồi. Ừ, con chạy kêu nói nè. Cố lên chị Trâm ơi. Cố lên mẹ ơi. Yeah, ok. Đừng để vụt mất hai chân. 3 phút rồi, cố lên các chị. 3 phút rồi. Đừng để vụt mất 200 ngàn chia về mệt mỏi. Chị Dung là chủ phòng tập Pilates ở Đà Nẵng. Cố lên. Bình tĩnh nào. Không có câu. Giữ lên, cố lên em, đẩy nhẹ người phía trước đi nào, cười tươi lên em. Ôi, đừng cười, trời công sức cười tươi thì Dung. Không, đừng có quay cái đó đâu mẹ. Bác cười tở ra, hít thật sâu, thở chậm thôi các chị ơi, hít sâu vào, thở chậm thôi. Cố lên là chị Trâm ơi. Đừng nghĩ về cái khác đi, đừng có nghĩ về nỗi đau, sự mệt mỏi nữa. Trời ơi, chưa có dấu hiệu gì cả. Đó, nếu mà giải nhất là chị Trâm bán được 100 bịch sữa chua nhỉ? Cái bịch sữa chua nhỏ nhỏ á. Không được thất bại. Trâm chiết mông với Trâm. Mẹ cắm hay là nhấp mông nha. Cố lên nào. Mỏi lắm rồi. Duyên ơi, thăm mông xuống, đẩy người phía trước nào. Cố lên đây mẹ ơi. Rồi. Những nỗi đau nó trôi qua rất là nhanh thôi. Rất nhanh thôi. Hoa bắt đầu choái tay rồi đấy Hoa ơi. Rồi. Đừng để ý những gì nói về những nỗi đau của mẹ. Hơn 4 phút rồi đấy, tuyệt vời. Tính. Ở đây là rất là nhiều con mắt đang tập xoay. Cố lên mẹ ơi. Đi từ chân em một tí xong rồi là đẩy người phía trước đi chị Hoa. Cố lên. Không có gì mệt mỏi hết á. Mẹ là chùm bà lan mà. Nào bình tĩnh thôi, hít thở đều cho em nào. Cố lên mẹ ơi, cố lên. Con không cho mẹ thất bại đâu, mẹ mà thất bại là con buồn đó. Chị Trâm cố lên nào. Mẹ phải chiến đấu vì con đi chị. Mẹ mà phải chiến đấu vì Lê Khánh Nhật. Mẹ phải chiến đấu vì 200 ngàn. Giật giải, chiến đấu cho con, thắp cho Khánh Nhật, chị Giang, cho cái gia đình này. Cố lên. Cố lên. Đừng sập nha. Bực sức mạnh tiềm thức đây, sức mạnh tiềm thức có tiềm năng vô cùng ghê gớm. Quá trời, thi 3 vòng với mọi người. Cố lên mẹ ơi. Cố lên, chị Trâm bục rồi. Đừng 5 phút, 5 phút 15 giây chị Trâm ạ. Mẹ phải làm được, mẹ phải nghĩ tiếp tục đi được. Ôi, Duyên là mồ hôi kìa, chiến rồi. Rất là tài năng, sao mà không làm được. Cố lên.
mình chỉ dâng vô 7x mà đỉnh thế. Không mệt mỏi gì hết. Hôm nay nhắc nhở cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, giữ, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên mẹ ơi, cố lên mẹ ơi. Chiến đấu đi. Chiến đấu mà phải giỏi chứ sao kìa. Mày phải chiến đấu, mày phải chiến đấu. Tiến lên. 5 phút 45 giây. Tiến lên. Cố lên mẹ ơi. Gia đình này hy vọng không mẹ. Trời. Chị Giang cố lên. Nghỉ 5 phút nha mọi người ơi. Nghỉ 5 phút xong mình chơi tiếp. Chắc chắn mày mới thắng được. Còn chị Giang với chị Dung, chị Dung blank sau chị Giang 10 giây nhé các chị. 10 giây chị. Cố lên mẹ ơi. Chị Giang vẫn hơn chị Dung 10 giây nhá. Chị Dung sau blank sau 10 giây. Dung nào mà. Lát lát chị Giang để điện thoại ngang ra cho em nhá. Để nhìn thấy mặt rồi nhá. Chị Dung cố lên. Dung vừa ăn chắc lại này rồi. Dung ơi cố lên. Chiến thắng mẹ ơi. Dựt dậy. Mày sẽ có danh vọng 200 ngàn. Mẹ có muốn không? Mẹ hãy nghĩ về cái lưỡng, đừng nghĩ về nỗi đau bây giờ. 200 ngàn. Con hy vọng mẹ chiến thắng, mẹ đừng có phụ lòng tin của con. Mẹ phải cố lên, chiến đấu đi. Cố gắng đi, tiến lên đi. Sao mẹ phải chiến đấu, chiến đấu. Chị Dung tiến lên, tiến lên, tiến về phía trước. 200 ngàn, 200 ngàn. Bởi tương lai, chờ đó mẹ. Không được thua, không được thua. Không có mệt mỏi gì cả. Phải phải cố lên. Mày 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 phải cố lên. Cố lên. Mày phải 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 cố tiến lên, không thể thất bại được. Mẹ Dung Hunter, con hy vọng con mẹ mà các chị mẹ không thể nào mà làm mất lòng tin của con như vậy được. Các chị ơi, cố lên nào. Chị Dung vẫn không có dấu hiệu lung lay gì cả, vẫn đứng nguyên người kia. Để em nhớ luôn. Chị Dung là do em xem cái video chị tập cây mông đùi với song lối á. Cố lên, không có thua. Kim Dung đúng không hả Thảo? Mọi người đặt niềm tin, hy vọng vào mẹ. Mẹ là ngôi sao xếp mẹ Dung. Em nhớ chị là chị Dung. Phải giữ. Chị ghi là gì nhỉ? Yoga Pilates Kim Dung như sao ấy. Đúng rồi, trong đúng nhóm. Chị Giang cũng là cố lên mẹ ơi. Chị Giang được rồi. Chị đợi chị Dung 10 giây nữa thôi là thắng rồi. Cố lên. 10 giây nữa thôi. Giang là bao nhiêu rồi đó? 10 giây nữa thôi. 10. Chị Giang 8. 9. Rồi, chị Giang thắng rồi. 7. Không, chị Dung thắng rồi. 6. 5. 4. 3. Mà chị tối đi xem là tiếp tới phút cuối cùng rồi. 3. Tôi không phải thi nữa rồi. 2. Chị Dung tao bờ cái này thế này chắc chị Dung ngủ rồi. Cố lên. 1. Sao giỏi nhỉ? Xin bắt và xin. Chiến đấu tiếp nữa. Chiến đấu đi. Chiến đấu đi. 9 phút rồi. bốn người thi à?
lưng nhưng mông lại giúp em nhé mọi người ơi, xiết cái mông lại. Cố lên. Đúng rồi. Đố cái việc nó xiết cái mông lại trong cái mông kìa. Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi. Mẹ phải thắng, chắc chắn mình phải thắng. Mẹ không để thua. Nhờ cái tượng đá. Bây giờ mình cũng phải làm cái giải này cho huấn luyện viên nhà mình. Mẹ ơi. Tinh thần World Cup U23 Việt Nam, tiết thể lực đấy. U40 ai phải tham gia thôi chú World em. World Cup mà em phải chiến thắng. Còn đừng quay khăn nó dính vào trong tay của mình. Thôi chân cục rồi. Đó. Đã chưa còn 1 phút 44 giây. Không sao chị Trâm, vẫn có giải yên tâm. Chỉ còn 2 người. Không tính mạng là còn 2 người thôi. Tính mạng luôn năm ngoái rất nhiều rồi. Tính mạng luôn là còn 3 người. Cố lên. Em mới thấy nhìn thấy chị Giang. Có chị à Giang ạ, chiếc em Giang đỏ thẻ đấy. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Giải thưởng ở trước mắt rồi mẹ ơi. Không lệch vào đâu nữa, mẹ nhìn vào giải thưởng. Con quơ dính vô cam của mẹ đó, mẹ lấy cái cam của mẹ. Xiết mông lại nha chị Hoa ơi, chứ đỡ bị lau lưng nha. Mẹ phải chiến thắng cho con. Con tính tưởng mẹ. Mấy chẳng cái body của bà Duyên sợ. Mẹ nói là mẹ có muốn là thắng đúng không? Đúng không? Chắc chắn thắng đúng không? Ừ. Con nói chuyện mẹ hoài làm em mệt đó. Con chỉ cổ vũ thôi. Mẹ cố lên, cố lên. Mẹ nói trong thâm tâm cố lên, tôi cố sẽ lên, thắng, cố lên, tôi sẽ thắng. Cố lên nào. Cố lên mẹ ơi, tầng nào mẹ cũng thắng rồi. Mẹ cố gắng chứng minh điều đó. Mẹ cố lên. Mẹ ơi, cố lên. Cố gắng hết mình mẹ ơi. 3 phút rồi mọi người, mẹ tiếp ơi, tục đi ạ. Cố lên, cố lên, cố lên. Ủng hộ mẹ hết mình. Vì 200 ngàn. Chị Giang ơi, mình đẩy người vì phía trước một chút em ấy. Đẩy người phía vì trước. Vì sức mạnh. Đẩy người phía vì trước đi. Vì Lê Khánh Nhật. Cố lên mẹ ơi. Mẹ ơi, cố lên. Cố lên nào mọi người. Cam vẫn không nhìn được cái phần chân này. Mất chân rồi chị Giang. Mẹ phải cố gắng hơn nữa. Duyên ơi, gồng bụng lại em ơi, gồng bụng đi không đau lưng bây giờ. Cố lên mẹ ơi, cố lên, cố lên. Mẹ phải chiến thắng. Để người về phía trước giúp em với chị Giang ơi. Không có gì khó khăn với mít dùng yoga pilates kim dung hết. Nhìn được chân bị gối hay là chân duỗi thẳng nha. Kẻ hướng ở trước mặt mẹ ơi, chỉ còn chị xoay, chị Giang chỉ còn chị hai đối thủ thôi. Giờ chị không ra được đâu. Chị nhờ cái bạn nào, bạn nhỏ đấy. Con chỉnh cam về sau một chút. Sang bên một chút. Sang bên kia, sang bên kia, sang bên kia mà. Xuống cái chân mẹ. Xuống cái chân mẹ. Rồi. Nữa, nữa, xuống cái chân mẹ nữa. Mọi người đi rồi, còn mọi người thôi. Còn mọi người thôi. Mày phải giữ vững sức mạnh. Mọi người thôi. Mọi người thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Trời đi em, tao uống nước đi. Quá trời. Mày không thể thất bại ở đây được. Mồ hôi đập đi. Chị Dung lại định làm kỷ lục 9 phút nữa. Để như thế em sao mà mình thấy được. Mẹ có kinh nghiệm dày dặn, có lý sức rất tốt. Mẹ có Lê Khánh Nhật. Mẹ có Lê Khánh Nhật cổ vũ nhiệt tình, bổ trợ hết sức. Mẹ phải chiến thắng. Tất cả thiên thời địa lợi đều nghiêng về mẹ. Mẹ phải chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Mẹ phải chiến thắng. Mẹ phải sang bên phải nào, phút sang bên phải. Thành công rồi á. Thôi chị Giang thắng rồi, chị Dung, Giang thì đấy không nhìn thấy đâu cả. Chị Dung thắng rồi. Dung thắng rồi, áp giải chị. Ok. 5 phút rồi. 5 phút. Ok, nên em làm chờ tí thôi. Chị Dung. 5 phút. Chị xuống rồi à? Chị Hoa xuống nào ấy? Chị Hoa xuống còn 5 giây. Chị Dung thắng rồi. Trời ơi, chị tiêu thế. Nghe chị Dung thắng rồi thì thôi xuống đi chứ còn giữ chi nữa. Ra đi xuống đi. Ơi, ra đi xuống đi. Xuống đi chị. Nghe chị Dung thắng rồi chị giữ thêm 5-10 giây nữa. Chị thấy ngó lên màn hình thấy không còn ai hết thôi xuống luôn. Chị ta lên xuống rồi ấy, chị ta ạ. Là... chị thường á, chị Phờ Lan á mà giữ đó rồi trái rồi phải á là chị làm 40 phút.
Ui giời ơi. Thế thì lên đó chị phải xem phát. Thôi chị quái ti áp giải ta chị không bảo từ đầu chị lên. Nhưng mà chị chưa bao giờ giữ một thế này mà lâu như vậy. Chị giữ thế này á là 30 giây, cái chị chuyển qua phờ lăng nghiêng, nghiêng phải, cái phờ lăng nghiêng trái, cái phờ lăng về giữa, cái phờ lăng nghiêng phải, nghiêng trái là như vậy á, là ban đầu chị làm 10 phút, rồi 20 phút, rồi tới 40 phút. Đấy không? Đấy chị ạ. À? Hai cái tay đó còn run. Cho nên á là không chưa bao giờ thử thách một lần mà cái phờ lăng thẳng như vậy á. Mà nhiều phút như vậy hết trơn á, chưa bao giờ. Còn vòng nào nữa không ạ? Nhưng mà chị chưa... Thắng lại rồi lên báo cho bà. Em la hết. Cái gì? Nhưng mà chị Dung ơi, chị Dung năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? 45. 45. Sao chị quá sợ luôn. 45 tuổi. Chị hơn em 12 tuổi. Nhưng mà chị lúc nào chị cũng nói 18 cộng hết á, chứ chị không có nói chị U50. Cứ hỏi nhiều nói tuổi tác chỉ là con số thôi. Quan trọng là mình nghĩ mình nhiêu tuổi. Chị nghĩ là chị 30 tuổi à. Nhưng mà nhìn chị trẻ lắm, 40 năm mà chị giữ được cái trẻ mà. Này là quá đỉnh luôn, mấy ai được như chị đâu mà. Đúng rồi. Tới trẻ chị không mấy bé rồi chị Dung. Chị hả? Mọi người ơi, hai kết quả thi thì lát nữa bên em sẽ tổng hợp, sau đấy chị sẽ nhắn trực tiếp vào trong nhóm này cho mọi người đều được xem, đều được check lại nhé. Và giải thưởng thì em cũng sẽ công bố ở trong đó. Đấy, xong rồi các chị gửi số tài khoản em, gửi phần quà cho mình nha. Hai chị Hoa không được tay rồi. Chị Hoa kiểu gì cũng có giải rồi. Bây giờ chị em nghỉ ngơi nha. Hẹn gặp lại các chị em vào các thi tiếp theo. Nhớ là hy vọng là cuộc thi tiếp theo sẽ gặp lại một người trong cái chương trình đấy nhé. Tổ chức nhiều nhiều đi cho vui Thảo ơi. Thảo tổ chức nhiều nhiều cho nó vui Thảo. Dạ. Tổ chức nhiều nhiều cuộc thi cho nó vui. Các chị yên tâm, em cứ có nhiều tiền em sẽ tổ chức rất nhiều cuộc thi. Rồi bye bye. Cảm ơn tất cả chị em cùng chơi.